Prefix over smile bit that too much but drown bit post smile bit after mean crowd pre smile bit before mud chung bot ha mud over madong over mean it ha too much when it's drown bit you go look look over look look too much smart at the name with too much do to overdo minute to try to qualify qualify you bought a good somebody that mean good somebody over qualify when they mean good somebody look look sleep day be oversleep you want they try to roll you know they try to roll eat body poke to be overeat hope try to roll hope try to be do thưa cái gì overdo thưa cái gì trên pi qualify miễn quân sầm bát vị trí quân đơn niêm over qualify miễn quân sầm bát tràn lực lục sleep king over sleep king tràn pi king tràn chul eat hope over eat hope tràn pi hope tràn chul chân tay chân pi máu tay lỡ đây là post mà đó post việc post nó cứ chỉ bộ bộ bọt mình chỉ bị thầm ra đấy mình chỉ bị rử thế cứ bộ bộ bọt post bộ bộ bọt smart after mình đây là after bọt là crow war sang cream rồi bị post war nhưng bọt là crow sang cream graduate graduate có đồng sạc xà thân áo đồng sạc xà rồi bị post graduate crow có đồng sạc xà graduate graduate post graduate ក្រោយ ឧត្តម សិក្សា script ចំណា postscript ក្រោយ ចំណា កន្លែង នេះ គឺ យក ពាក្យ latin words ពាក្យ latang ដូច យើង និយាយ ថា pm 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 ម៉ោង និយាយ 2 ម៉ោង pm គឺ pm នឹង មាន ន័យ ថា post meridiem មាន ន័យ ថា afternoon ក្រោយ ថ្ងៃ ត្រង់ post meridiem pre នឹង មាន ន័យ before មុន precede នឹង គឺ បក ថា មក ដល់ មុន precede មក ដល់ មុន preconceive យើង បក ថា នឹក គិត ស្រមៃ មាន គិត ទុក មុន preconceive គិត ទុក មុន predict យើង បក ថា ទាយ មាន ស្មាន ទុក មុន predict ទាយ precaution ការ ប្រយ័ត្ន ប្រយែង ជា មុន precaution ការ ប្រយ័ត្ន ប្រយែង ជា មុន preteach មុន បង្រៀន ចឹង អត្ថន័យ នៅ ក្នុង ពាក្យ នេះ មាន ន័យ ថា មុន លោត nực kết sơ mai bạn là ca kết tục môn preconceive về tiếy của mình là smart môn đấy predict precaution mình là ca prayat bây giờ chỉ môn preteach môn bằng riêng precede preconceive predict precaution preteach lấy dương sẽ lại tại phần này chụp nền clip video cả tiết sau học cuốn xong chương trình